Chị mình thấy cây nho nhà mình cái có trái nhờ chỉ viền chỉ ra chụp hình rồi cả nhà. Đã không hiền? Đã mới chụp chứ. Đã mới chụp. Đó. Cái mấy bữa trước là hiền quay nó còn nhỏ nhỏ, mà giờ nó ra trái nè. Ra trái quá chừng trái luôn. Rồi cái bông là cái bông giờ nó ra trắng nguyên cái cây luôn đó nha. Đã chưa? Trắng rồi, nó trắng hết cái cây luôn, nhìn đã ghê lắm. Giờ trời đã lắm, nhìn không, không có rõ, không rõ luôn chứ nhìn đẹp lắm. Ừ, nhìn ở ngoài nhìn đã lắm luôn đó nha. Ừ, không không nó ra, nó ra mà nó ra để dính thân cây luôn, nó dính vậy đó, giống yệt sung vậy. Ừ. Nhưng mà sung nhớ không có hoa, em không biết phải không, em không biết. Mình không có thấy hoa hoa nè, hai cái lúc thấy là ra trái hết rồi chứ cái cây nào cái này không có hoa. Cái này mà chờ nó chín cái là nó đen nguyên cây. Ừ. Tại vì bông nhiều lắm luôn. Bông nhiều nó mọc lên tới ở trên luôn bây giờ. Tự chụp nha. Giờ làm kiểu sao đây? Chị còn có điệu quá. Dạ, hiền là thua bả một trời một chụp luôn. Rồi mất rồi. Đây chụp. Phải chụp hình. Chào cả nhà, chào các bạn, ta chào Hào. Chào cả nhà, người đẹp. Ta chào cả nhà, hào sinh nhật khoai lê. Bữa nay còn mùng là còn Tết nha cả nhà. Ừ, đúng rồi. Chim chay hải nhờ can chim hen sư sư hao hỏi gì hả? Sợ gì hải sư con này. Mùng 4. Ừ. Thì hôm nay mấy hai chị em mình ăn đồ Việt Nam cả nhà ơi. Thì bánh tét thì bà chị bà cũng mới đem lại cho luôn. Bà chị bạn bà gói bà cho xong rồi bánh mì. Bánh mì này là chị mình chỉ đi chợ chỉ thấy. Chị Việt Nam bán chị cũng mua. À, thì mời cả nhà cùng ăn ăn trưa với hai chị em mình. Hiện tại chắc cái vòng mới đi xì xì đúng rồi, ăn trưa đó. Ừ. Giờ chị ăn gì? Ăn bánh mì. Bánh mì ha. Bánh mì Việt Nam à. Nhìn cũng ngon lắm. Bán đắt ghê. Y cơ lưu sữa khoai. Rẻ. Không gì rẻ. Hồi chưa Tết là ủ sữa khoai. Nếu ở trước, trong nhân cũng nhiều lắm cơ. Trước Tết là nhà cái nhà. Trước Tết là 50 mà qua Tết là chỉ lên giá. Mời cả nhà ăn. Trước Tết rồi. Ăn ở phần ăn ở 80-90%. Nhưng mà họ trong Tết thì chỉ bắt có 50 á. Dạ không. Ừ. Anh nãy ta hỏi như tiền cho nó ổn sao vậy mẹ. Ừ. Làm nó tà ngon ha. Ừ. Bánh mì có người quan trọng là nước chan, mà nước chan này khéo ngon nè. Còn cái này Hiền làm chứ không phải là chị làm. Ở trong bánh mì có sẵn, mình muốn ăn thì mình gấp thêm. Bữa rồi lấy này đi. Bánh mì á. Ăn tới ăn nuôi ăn mì phối hợp này cũng biết. Được củ cải trắng. Đấy. Thì bạn cho hả? Ừ. Vừa ăn á. Ngon ngon ha. Ừ. Ngon và giòn. Bỏ cái mắm. Đồ cay không? Có trái lộn. Không, không đồ cay. Không đồ cay hả? Ấy hồi nãy chị kêu có một ổ cay thôi, hai ổ không cay mà giờ. Cái này chả lụa cũng có bạn cho luôn cả nhà, chứ không có mua luôn á. Cái này là chả lụa Huế. Chả Huế. Huế. Chả lụa Huế nó thịt nó làm nhiều hơn. Nó thịt nạc có nhiều hơn mà. Chả lụa mình bên đây. Dạ tương năng mà. Cái loại kia bột nhiều hơn. Ừ. Cái loại này nó đặc ruột hơn. Ở trong bánh mì là cũng có chả ha, cho liền men men bao dễ dụ nó cơ hổ phải. Nó sư bột cũng nhiều kệ cả. Nó sư bột cũng nhiều kệ cả. Có bánh mì là mua. Được rồi nè. Ừ. Bớt rồi còn đồ cho không phải nhận. Ừ, dở không biết cho anh ta không biết làm đồ Việt Nam dở. Làm tự ăn chứ không dám cho. Ừ.
đó, giòn ngon. Nhưng mà thích ăn bánh mì chứ ăn hai ổ, một ổ chắc không đủ. Thế hả? Không đủ thấm á. À. Có cái lượng mình ăn hơi bị nhiều. Cái bán cũng không thôi gì Việt Nam nữa hả? Ở Việt Nam á. Thì cái này cũng người Việt Nam bán ăn. Ừ. Nhưng mà nước càng ngon á. Nước cà thẻo chỗ này là Đài Loan ăn được luôn. Ừ. Không có mặn. Chứ thường thường người Việt Nam của mình là mặn. Thì mình qua kênh rồi mai tí về. Bán rồi. Mà khổ chỉ qua clip cho nó vui. Nhiều khi á, em mình đủ trúng người luôn á, đủ lòng có từ chối. Có phải gì ở lâu lâu á, nhiều khi á, vợ buồn, mấy bữa nay clip nào cũng có chỉ. Sâu sâu chứ phải lên hình không? Phải có dịp mà về Việt Nam Hiền quay cái nhà của Hiền, mấy chị Hiền cho cả nhà xem vui ơi. Nhà mình mà chị em mình mà quay lên nha, phải nhìn cho kỹ nha, chứ không nhìn tới nhìn lui không biết người nào luôn đó. Giống hả? Giống nhau không? Chiều cao hơi khiêm tốn chút xíu. Nói ra mặt cũng giống nhau mà dễ thương được rồi. Nhưng mà hên là cũng có lập gia đình hết rồi. Nếu mà người nào mà nếu mà chưa lập gia đình, người nào mà lại chọn dâu là phải coi cho kỹ. Để lộn. Ngồi người này đi qua người kia là không biết nào dâu của mình. Tại vì chị em đông quá nhìn không biết hồi dâu, nào dâu của mình luôn. Ăn thật thay nữa rồi. Thế cục nó nhỏ, nó gắp lấy đũa, lấy tay bóc cũng được. Nó có xương, nó có xương hoa, lấy tay bóc cho ngon. Mình lấy cục nhỏ trước. Sườn heo. Là sườn heo. Ngon vậy? Mua hay làm? Em làm á. Chắc. Không thua gì ngoài tiệm bán nha, ngon nha. Làm thiệt luôn không? Bà. Tại ngon quá mình nghi ngờ. Không, ngon. Ngon à? Bữa nào chỉ làm á. Mà này chắc làm hơi bị lâu nha, thịt nó ấy luôn nè. Nó vừa đủ đột ngon luôn á. Ừ. Ngon hả? Ngon. Em coi chứ em cũng chưa ăn. Chưa hả? Ừ. Mà ngon à. Bữa nào bỏ gì chỉ làm đi. Ngon thiệt. Mình đồ mặn cũng vừa luôn. Ấy, má này đi mua nói sườn heo hả? Hai củ. Hai củ chứ nó treo lủng đẳng đó, chị muốn mua cái nào thì lấy, chị kêu người ta tính tiền cũng được. Tao tao lấy đi chơi. Hai củ á, sườn heo á. Nếu mà chị thích ăn sườn ngon á thì chị cứ mua sườn ngon. Sườn ngon có gân. Có gân à? Có gân, có gân. Ừ. Ở này sườn già phải không? Ừ, đúng rồi. Còn có em không thích ăn sườn non hả? Ừ. Sườn non cái đó nếu mà ăn thích gân thì Thì không phải coi rụt. Đúng. Răng dở mắt ăn vàng. Ăn cũng phải cẩn thận mà thích ăn gân. Con mắt thiệt luôn chứ bộ. Ừ. Ăn cỡ mà ăn mà gãy răng nữa rồi. Trời ơi. Thôi, em ăn gần hết ổ rồi nè. Đúng rồi. Chả Huế. Ê, nó là kêu chả bò phải không? Chả heo. Ê, còn chả bò là khác nữa không?
hôm trước mình về Nam tí ở bên này nó không có bán chả bò không, bên đây là Nam thì đang mua chả bò chứ là không hay này ngon chả lụa kia không ngay về với chiều 26 ngủ dậy giờ được hả? Ăn cơm trưa đi về giờ cũng được à. Ngủ dậy gần trưa còn gì nữa? Ăn cơm trưa xong rồi mình đi ra thế à? Ok. Mà nay chắc không đến nỗi là bữa đi cũng âm mặt ở đây. Đâu phải chạm đầu tiên hả ta? Có bụng mới chạm đầu tiên không? Ừ, hâm mà. Có ghế không ạ? Có. Có hồng cảm ơn chứ. Để đi gọt ghi cái cầm ăn thử không? Ngon. Ừ, chứ còn giòn á. Cái lạnh cũng thấm á. Ngọt ngọt chua chua. Ừ. Cũng thấm á, để ăn thử. Chị á. Rồi đó rồi. Ăn nó thì được hay gỏi cũng ngon gỏi gỏi là ngon măng mắt măng mắt xong lại ba người bán cái dọn nó rẻ nè hả nhà có 100 à ở chỗ bà lấy chỗ rồi có 100 dạ hả chị rẻ chứ cũng nhờ trăm dạ mà chị đi chứ mà ở trong sạp mà ở cái đường bên kia á, ừ. Cái đường bên giữa là 1.000 ờ vậy hả? Ừ. Vậy sao? Cách xa vậy? Ừ. Rồi bên hông thì có vẻ tùy theo 100, 200, 300 tùy theo chủ nhà người ta lấy chị ạ. Ừ. Chị bạn cửa người ta lấy. Gửi đồ chị bạn cho hả? Ừ. Này cũng thợ này cũng biết nấu dữ. Ừ. Chung chị làm bánh tét. Cũng biết làm đó. Cho là cho đủ bộ luôn đó hả? Làm được ha. Bên trái còn rủ với củ cải, củ cải trắng. Cà thêm mới ớt nữa ngon. Ê, ớt này cay không cay gì nè. Ớt cay. Nhưng cay nha. Hôm nay mình ăn cay ít vậy ta. Ai đi ăn cho lâu cũng được. Nói chuyện không à? Cái này là hiền chị, còn này hiền em nữa nhà, nhà mình có hai hiền. Cái này cũng tên thích, hiền. Thích nói chuyện tâm sự không, còn nói nó ăn gần hết đó nè. Còn cái nhiêu đây, mình còn cái nhiêu đây nè. Cái. Cái. À, biết rồi. Vâng. Vậy là ổ này nãy kia nó bỏ cay một ổ bỏ ớt, hai ổ không bỏ ớt à, chứ em đâu có miếng ớt nào đâu. Đúng rồi chứ cay nhưng mà gì cũng ngon ăn à, biết là ăn cái bánh tét à thiệt đó chứ thôi để ăn cái tét đâu ừ thôi không thật chứ không thôi ăn cục thịt nó thịt ngon quá muốn kho cái lọc sữa cho con chị ngon. Vậy là có người khen ngon, bánh thơm ngon được. Thôi chị để bánh tết chị cắn cho ăn đi. Ôi, bánh bự quá, ăn nổi đâu. Thôi, coi nhỏ nhỏ ăn hết rồi đó. Thôi, nhỏ bự. Chị ăn không hết, chị đem gì bánh ra. Thôi, ở bánh còn à. Ở bánh còn mấy đòn, mấy đòn bánh à, mấy đòn chai. Biết rồi, bởi vì chị ăn không hết, chị gói lại cái khúc mà chị chưa ăn thì gói lại chị đem gì bánh ra. Thôi. Chắc ăn rồi. Để gì ăn nó mới ngon là. Ôi nhiều quá. Ăn nổi rồi. À. Làm. Ăn gì nó mới ngon. Chú anh chừa giỏ lệ đây. Nó bên chừa gói bên đem về chứ. Bây giờ ăn bánh tét chừa mới nè. Đúng. Này có ai phản đối gì không? Chị để cái giỏ lệ chị ăn không hết. Chị gói chị đem về bánh ăn đi. Chào ơi. Cái này mình chưa ăn qua lần nào nha không nè. Phải chưa có ăn cầm nguyên đồ ăn thứ này những đồ mới lớn vẫn chưa ăn nè tại vì cái bà chị phải cho mình cả nhà chứ không có mua cả nhà hồi mấy bữa đó thì mua có cái bánh chưng á tưởng năm nay chị bạn chưa không gói ừ.
Cái nào này tao biết nó ăn ghê ta. Ừ, chị làm ngon lắm. Thiết dẻo. Nhưng vừa luôn. Ừ, chị làm ngon. Nhưng hình như có xào qua cái gì. Ngon biết. Cũng thấm ngon. Có gói qua đồ biết. Mời cả nhà ăn bánh tét. Xin ta cha xin nó cơ. Và bánh gia nặng tật trông cửa. Ăn một ngậm, ngậm thứ nhất thì biết ngon rồi đó. Hồi xưa ngon thiệt luôn à. Nó dẻo. Vậy gói thịt không có nhiều nhưng mà nó ngon. Nó ớt, chứ ớt dừa nó béo. Phải với lại nhưng này hình như có xào à. Ừ. Nó thấm ngon. Y như em nói chỉ xào nó ngon, không có cần thịt nhiều mà nó ngon phải không? Biết không? Cái thịt cũng không phải là thịt nạc hoàn toàn. Ừ. Nó có chút xíu mỡ á. Ăn béo béo ngon không ghê. Không mà chỉ có miếng ớt. Thịt. Cái gói cái nếp nó dẻo lắm. Dẻo, rất dẻo. À, nó có dừa béo nữa. Chứ mình mua bên đây là không có dừa nha, không có béo, không có ngon. Mà chỉ gói chỉ có bả dừa. Ừ, này chưa, nếu mà chưa ăn cơm ăn hết đồng thiệt á. Hồi nãy ta không ăn bánh mì, ăn hết ngon hết. Ngon. Chị gói ngon lắm em. Ừ. Năm rồi chị có cho Hiền. Mua 2 đồng. Thôi đi, đồ này hồi ăn hết em về thiệt. Không trả đâu. Ngon. Ngon không chị gói ngon đã. Cảm ơn chị yêu. Năm nào cũng cho bánh tét. Có chỉ là mình khỏi gói. Mà gói y hệt bên Việt Nam mình luôn ha. Ừ. Ở bên đây gói nó không có, người ta đâu có bánh dừa nè, người ta đâu có xào, nó gói chỉ có thôi chứ nó không có ngon mà chị gói. Nhưng béo. Ừ. Ừ. Có bỏ trứng nữa nè. Mình chưa đụng trứng này. Chị ăn cho mình chậm chứ chị. Hay là nhai lâu. À, mình nhai lộn qua lộn là mình nuốt tiêu rồi. Hay chứ mình ngọt. Có trứng rồi. Có rồi. Ấy mà lần đầu tiên ăn bánh tét ăn có trứng. Dạ hả? Như ít ai có trứng lắm nè. Có, mà ít ai bán lắm. Không ăn qua, chưa ăn qua. Ngon ha. Ừ. Đã. Nhưng lại bự. Nhưng bự, có trứng, có thịt. Bởi chị cho bánh tét hiện á. Ngon hơn ở bên đây mà người ta làm bán nhiều. Ngon hơn. Ngon hơn ha. Nó thơm ha, nó dẻo, thịt nó dẻo. Ủa, nếp nó dẻo. Họ chỉ mua nếp đâu mà dẻo dữ không biết gói. Chắc nếp á. Chắc nếp ảnh hưởng á. Chứ phần người ta cũng biết gói, người ta bó cho nó chắc á chị hai ơi. Độ lỏng, độ chặt phải không? Đúng rồi, người ta bó cho nó xít á. Sao chị hai ha. Dừa. Mà no quá à. Ăn nó nhiêu bánh mì thế này nó em. Nãy uống lên nước nữa. Em ăn đi, quên. Ăn này ăn kẹp đó. À đúng rồi ha. Đông. Cua cải trắng. Ê chị ngồi bên đây mới đúng đó chị Hiền. Dạ. Ngược tay hả? Ừ. Đâu sao? Người ta đáng mình lên mặt. Cua cải giòn ghê à. Dạ. Chứ làm đồ nào ăn cũng ngon hết. Em kêu em rủ chị làm cho con bê chứng mà. Ý nhưng mà cua cải này là ở bữa nào hỏi ba cách làm ấy, chỉ làm ấy. Cua cải không ngon. Mọi người em cũng no. Em ăn muốn nửa đòn ra có nhiêu đó. Ủa sao kỳ ta? Ta ăn tôi cũng đâu ngưng đâu. Thôi mày không có nhai, mày nhai có 2 cái rồi mình nuốt. Chắc vậy quá. Thiệt luôn nè, mình còn đồ nhiêu đây, đưa lên đó. Đó, còn không. Ê, cách khúc là. Bánh mì em ăn hết lỗ rồi nè. Còn mấy này? 1/3. Của tao còn. Bánh mì em ăn hết lỗ rồi nè, em ăn hết. Ủa, rồi. Ủa này của tao hả? Ừ. Mày ăn cũng lẹ. Ăn đã thiệt. Tôi ăn lẹ. Ăn lạ ha. Thôi. Hối hộp này. Rất là hợp khẩu vị luôn. Ừ. Đã nha. Ừ. Chắc mới ơi. Thôi mốt kịp đi gói bán này. Được. Có bán. Mới mốt có bán nói mua ủng hộ. Dễ gì. Chị đâu có xiên đâu mà gói tới bán. Có làm gì không? Đối sao đâu. Gói ngon thì gói bán có gì đâu. Gói chị ăn không chứ chị dễ gì chị bán. Bán nè.
Thì chị em nói chị gói ngon quá mốt bán đi ạ. Cảm ơn bạn của em mình. Qua đây ăn cá được. Làm ngon lắm. Chị lớn con để nha, chị lớn con, chị tụ mình. Nhỏ hơn hai ba tuổi. Ngon mà ngồi đấy. Cái này to này ăn tiếp. Đúng rồi. Nãy mày không ăn thịt, tao ăn hai cục thịt. Em ăn hai cục á. Ừ, cũng hai cục luôn hả? Ừ. Sao nuốt giỏi. Em ăn hai cục thịt. Nuốt giỏi đó vậy. Thôi ăn, no quá. Uống cà phê. Cà phê là cái món của mình à, không thể thiếu. Đây. Gói lại đem. Cà phê. Gói lại đem về để bắt ăn. Cà phê của Mai Lai. Cái đòn này là cho chị đó nha. Đem à, cái này ngon thiệt à, đem á. Ôi cảm ơn. Họ không biết gói lại luôn á. Gỡ sao hay vậy? Ai biết, sao nó bung ra rồi. Đen này không biết gói. Nhưng mà ăn ngon dở biết. Chị mà gói được cái đầu bánh tét là không biết nói làm sao luôn, không có lời để nói, không có lời để diễn tả mà chị mình luôn. Người ta không biết gói thì làm cái khác, dám đâu làm rau câu ngon rồi nha, giữ ngọt hoài. Thì được con khác vậy là kêu rau câu không mấy, dám là đợt này làm được thêm cái chả giò chay nữa. Cái giò chay. Ít cà phê của Malai là kêu bãi cà phê hả? Tùy theo. Nhưng có nhiều loại. Nhưng mà bên Việt Nam đâu có bãi cà phê phải không? Có hơi cà phê. Bãi cà phê là cái hiệu thôi chứ đâu phải cà phê bãi trắng đâu. Cái hiệu thôi chứ bộ. Vậy hả? Chứ cà phê nào trắng mày? Ai biết mới bãi trắng. Bãi dịch trắng với cái hiệu nó thôi đó. Ngon quá. Vậy hai chị em mình ăn cơm trưa thì cũng kết thúc rồi cả nhà ơi. Tại cũng no rồi thì Hiền cũng cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn đã theo dõi và xem hết cái clip của Hiền. Thì chúc cả nhà năm mới vui vẻ, ăn khăn thịnh vượng. Làm ăn phát tài phát đạt. Xin sàng sư sịnh, xin sàng sư sịnh bên Việt Nam nó sao? Ước gì được đó, phải không? Đúng rồi, dịch ra nhảy phải không? Ước gì được đó. Câu này là đủ rồi đó. Bye bye. Bye bye. Bye bye.